Lữ đoàn 82 đang phải trả giá cho những dòng tít trên truyền thông về đợt triển khai ở mặt trận phía Nam. Đơn vị này đang hứng chịu tới 5 cuộc không kích mỗi ngày, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malier cho biết hôm 21 tháng 8, đồng thời cảnh báo người chia sẻ trái phép thông tin về hoạt động của quân đội Ukraine có thể đối mặt mức án 5-8 năm tù. Thứ trưởng Ukraine không nhắc đến tờ báo hay bài viết cụ thể. Dường như bà Malier đề cập đến thông tin được truyền thông Mỹ đăng hồi tuần trước, trong đó cho rằng lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine đang bắt đầu tham chiến ở mặt trận Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Các tài khoản ủng hộ quân đội Nga trên Telegram tuần qua chia sẻ nhiều video xe thiết giáp Stryker của lữ đoàn 82 bị tập kích và phá hủy gần làng Rabotino. Lữ đoàn 82 có quân số khoảng 2.000 người, được trang bị những khí tài hiện đại nhất trong biên chế Ukraine, gồm 14 xe tăng chủ lực Challenger 2 do Anh cung cấp, 90 xe thiết giáp Stryker của Mỹ và 40 xe chiến đấu bộ binh Marder được Đức viện trợ. Trong gần 2 tháng rưỡi, Ukraine tiến hành phản công quy mô lớn, lữ đoàn 82 và lữ đoàn xung kích đường không số 46 hoàn toàn không xuất hiện trong bất cứ trận đánh nào. Hai đơn vị tinh nhuệ này được quân đội Ukraine gìn giữ nhằm đảm bảo có lực lượng mạnh nhất để tung ra đòn quyết định khi thời cơ xuất hiện. Việc tung lữ đoàn này vào tham chiến sẽ giúp Kiev tăng cường đáng kể năng lực tiến công ở làng Rabotino, một trong những trục chính của cuộc phản công tại tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine. Lữ đoàn 82 ra quân vừa là tin tốt, vừa là tin xấu đối với chiến dịch phản công được Ukraine triển khai suốt hơn 2 tháng qua, chuyên gia quân sự David X viết trên Forbes. Với uy lực của xe tăng Challenger 2 và sức cơ động của xe chiến đấu bộ binh chuẩn NATO, lữ đoàn 82 được đánh giá là rất phù hợp với nhiệm vụ tiến quân chớp nhoáng nhằm giành lãnh thổ từ tay đối phương. Nếu chọc thủng được phòng tuyến Nga tại Rabotino, lữ đoàn 82 sẽ phát huy được sức cơ động và hỏa lực của mình để phát triển mũi tiến công sâu hơn vào hậu tuyến Nga, nơi các điểm phòng ngự yếu hơn, từ đó thọc xuống vùng duyên hải Đông Nam và cắt đứt hành lang trên bộ nối vùng Donbass với bán đảo Crimea. Tuy nhiên, huy động lực lượng dự bị chiến lược cho các mũi tiến công hiện nay cũng có thể gây phản tác dụng cho quân đội Ukraine. Khi lữ đoàn 82 và 46 lui quân về tuyến sau để nghỉ ngơi và sửa chữa khí tài, Ukraine sẽ không còn lữ đoàn nào đủ mạnh để lấp chỗ trống của họ, khiến cuộc phản công nhanh chóng đánh mất đà tiến. Ukraine đang tăng cường đáng kể sức mạnh chiến đấu trên hướng Rabotino, nhưng điều này chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Nếu lực lượng Nga giữ vững trận địa và vượt qua được giai đoạn này, họ có thể mở cuộc phản công ngược vào những khu vực do đối phương kiểm soát, xóa sổ những gì mà lực lượng tinh nhuệ của Ukraine giành được trước đó, X cảnh báo. Theo Telegraph, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.